Ngoại trưởng Mỹ đi Việt Nam dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lào tổ chức quốc tang ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam tăng cường trấn áp những người chỉ trích ông Trọng trên mạng. Việt Nam bắt giữ cựu Thứ trưởng Môi trường vì vi phạm về khai thác đất hiếm. Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ từ chức sau vụ ông Trump bị mưu sát. Mỹ lo ngại về sự hợp tác của Nga-Trung ở Bắc Cực, Nga-Trung phản bác. Nga thề trả đũa việc EU dùng tài sản phong tỏa của Nga để viện trợ Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine tới Trung Quốc bàn thảo giải pháp hòa bình cho Ukraine. Đêm nhạc kỷ niệm 45 năm ngày quốc tế cứu thuyền nhân Việt Nam. Cử tri Mỹ ngạc nhiên lẫn phấn khích khi ông Biden ngừng tranh cử. On Wednesday, Secretary Blinken will depart for his 18th trip as Secretary to the Indo-Pacific region, traveling to Vietnam. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới dự tang lễ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, đồng thời sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong thông cáo hôm 22 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Blinken sẽ thăm Việt Nam trong chuyến công du châu Á để dự tang lễ của cố lãnh đạo Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người qua đời hôm 19 tháng 7, thọ 80 tuổi. Thông báo nói thêm rằng ông Blinken cũng sẽ nhấn mạnh hơn nữa sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các đối tác chính phủ ở Hà Nội trong chuyến thăm này. Chưa rõ liệu Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc gặp song phương hay không với ông Tô Lâm, Chủ tịch nước, đồng thời là người đảm nhận các trách nhiệm của chức Tổng Bí thư từ khi ông Trọng qua đời. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức quốc tang cho ông Trọng trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 7, tại thủ đô Hà Nội. Hôm 19 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới phu nhân Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã lãnh đạo Việt Nam suốt 13 năm qua. Chính phủ Lào tuyên bố sẽ để tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở cấp quốc gia, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh viếng tang ông Trọng, theo truyền thông trong nước. Lễ quốc tang cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam người vừa qua đời hôm 19 tháng 7 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 7. Trong 2 ngày này, chính phủ Lào nói sẽ treo cờ rủ và dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí, theo chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Lào được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời hôm 22 tháng 7. Các đại sứ quán và các cơ quan đại diện ngoại giao của Lào ở nước ngoài cũng treo cờ rủ để để tang ông Trọng, người mà chính phủ Lào mô tả là người bạn gần gũi và thân thiết nhất và đã có những đóng góp to lớn và quan trọng cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào sẽ tới Hà Nội viếng tang ông Trọng. Các phương tiện truyền thông của Lào được chỉ thị phải tuyên truyền về những đóng góp của ông Trọng đối với quan hệ giữa hai nước, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tại Trung Quốc hôm 20 tháng 7, Chủ tịch Tập Cận Bình kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã tới Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh viếng tang ông Trọng. Chính quyền Việt Nam xử phạt một loạt những người đăng tải những nội dung bị cho là xuyên tạc vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lúc quốc tang cho ông đang được chuẩn bị, báo chí nhà nước đưa tin. Hôm 21 tháng 7, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập hai người về hành vi gọi là xúc phạm ông Trọng trên không gian mạng, yêu cầu gỡ bài viết, nộp tiền phạt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 ngày 20 và 21 tháng 7, có 3 người bị xử lý về hành vi tương tự. Hai người trong số này đã bị phạt từ 5 tới 7,5 triệu đồng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết đã rà soát trên không gian mạng và phát hiện một số người cả trong lẫn ngoài nước xuyên tạc phủ nhận những thành tựu đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân tuân thủ pháp luật khi phát ngôn trên mạng xã hội về ông Trọng và chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã bị xử phạt hoặc bị kết án vì những đăng tải mà chính quyền cho là xúc phạm hay bôi nhọ lãnh đạo. Việt Nam trong những năm qua đã thắt chặt các quy tắc Internet với đỉnh điểm là luật an ninh mạng, có hiệu lực vào năm 2019. Báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đưa ra năm ngoái nói rằng Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị và rằng chính quyền dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do ngôn luận trong số các quyền cơ bản khác. Công an Việt Nam bắt giữ một cựu Thứ trưởng Môi trường và 4 quan chức cấp cao khác bị cáo buộc vi phạm các quy định về khai thác mỏ sau cuộc điều tra lớn về những sai phạm tại một công ty đất hiếm ở miền Bắc Việt Nam. Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường giai đoạn 2010-2018, bị khởi tố về hành vi cố ý vi phạm các quy định về quản lý kinh tế nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Công an cho hay, các cựu quan chức cấp cao khác của vụ khai khoáng thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường cũng bị bắt với cáo buộc tương tự, nhưng Bộ Công an không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Năm ngoái, công an đã bắt giữ một số quan chức cấp cao, bao gồm cả chủ tịch của công ty đất hiếm Thái Dương Group, là công ty điều hành một mỏ ở tỉnh Yên Bái, vì cho là đã làm giả hóa đơn thuế giá trị gia tăng trong giao dịch đất hiếm. Bộ Công an nói đang tiến hành điều tra sâu hơn để thu hồi tài sản nhà nước bị mất. Theo ước tính của cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, thì Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc. Đất hiếm là những khoáng sản quan trọng được sử dụng để sản xuất ô tô điện và tuabin gió. Gần đây, Việt Nam cũng đã tăng cường trấn áp các hoạt động khai thác đất hiếm bất hợp pháp từ các mỏ không được quản lý chặt chẽ hoặc bị bỏ hoang. Đây là làng chài Phước Hải ở huyện Đất Đỏ của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngư dân nơi này đã bắt đầu công việc đánh bắt từ tờ mờ sáng. Khi những chiếc thúng ra khơi sớm, dần cập bờ, chiếc xe chuyên nghề dịch vụ kéo thúng từ biển lên bãi cát cũng tất bật hơn. Những ngày này, sản lượng đánh bắt tôm có phần khá hơn so với cá. Con cá, con tôm, con mực, đụng cái gì thì nó đóng cái nấy thôi. Như số nhiều thì mình quánh có nhiều, còn đồ mà ít thì mình quánh ít. Năm nay thì nó ít hơn mỗi năm trước. Mỗi năm trước là đò thúng quánh cá nhiều lắm. Năm nay là cá nó mắc mùa. Cá hố, cá lịa lợ đồ là nó mắc mùa. Mà đãi là có tôm lại. Giá cả của những hải sản tại đây cũng khác nhau, tùy thuộc vào sản lượng đánh bắt được trong ngày. Thì có khi bán triệu mấy, 2 triệu, có khi bán vài trăm cũng chừng. Tôm thì giá còn nhiều khi 300, có khi mà nhiều quá thì nó còn 200 mấy. Có khi nó thành 300 mấy luôn cũng có luôn. Còn cá thì, cá đủ thì 70 ngàn. Có khi rẻ quá thì cũng có 50 cũng có nữa. Đó, nó tùy giá vậy, nó không có nằm mà. Bên làng sóng cuộn tung bọt trắng, ngư dân xứ này vẫn điềm tĩnh đẩy chiếc thuyền thúng vào bờ cát rồi nhẹ nhàng gỡ ra từng con ghẹ đang mắc lưới sau chuyến đánh bắt trở về. Hải sản đánh bắt được ở Phước Hải sẽ được bán trực tiếp cho du khách tại làng chài, với những tôm cá còn lại được đem vào chợ để bán cho bạn hàng. Thứ này nó mắc tiền, nó em tới 2 triệu miếng lận. Mà đi chừng vài tháng mà không lấy lại vốn là mình không có cự nổi. Hồi xưa thì ngon. Xưa người ta dễ làm có tiền hơn, bây giờ đói dữ lắm. Kinh tế khó khăn, bỏ nghề nhiều khi ta làm, ta đổ vườn mới lớn nhiều, ta bị mắc nợ. Ta bị mắc nợ, ta cái ta bán nghề. Còn giống như mình trụ được thì mình trụ cái nghề của mình hơi lâu một chút. Khó khăn trong nghề, đó là vào những ngày thời tiết không được tốt, song vì chén cơm manh áo, người ngư dân cũng đành chấp nhận ra khơi. Khó khăn là chờ thẩu, chờ sống á, là mình đi cực khổ, khó khăn. Đó. Còn chạy vậy là mình đi là khỏe, đi là im ái rồi. Mấy bữa sống thẩu mà cũng dán đi, cũng kiếm 500-700 triệu đâu, vô ăn. Gắn bó với nghề mấy chục năm, ông Tùng chia sẻ rằng dẫu nhiều khó khăn, song cũng có không ít niềm vui từ những lần đi biển. Tất cả những ngư dân nơi đây đã làm nên một làng chài nhiều thăng trầm với bao cuộc đời lăn lộn bám biển để mưu sinh. Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ từ chức theo email bà gửi ra cho nhân viên sau vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị mưu sát, làm dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt về việc cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ các tổng thống đương nhiệm và tiền nhiệm thất bại trong nhiệm vụ cốt lõi của mình. Bà Kimberly Chitler, người giữ chức giám đốc Sở Mật vụ kể từ tháng 8 năm 2022, đối mặt với những lời kêu gọi từ chức ngày càng gia tăng và một số cuộc điều tra về việc làm thế nào kẻ xả súng lại có thể đến gần ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tại một cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Pennsylvania. Trong email gửi nhân viên hôm 23 tháng 7, bà nói xin trích: "Tôi hoàn toàn trách nhiệm về sai sót an ninh", hết trích. Việc từ chức của bà Chitler diễn ra một ngày sau khi bà ra trước Ủy ban Quốc hội và bị cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đả kích hàng giờ vì những sai sót về an ninh. Bà nói vụ ông Trump bị mưu sát hôm 13 tháng 7 là thất bại hoạt động nghiêm trọng nhất của Sở Mật vụ trong nhiều thập niên qua và cho biết chịu hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót an ninh. Nhưng bà đã khiến các nhà lập pháp tức giận khi không trả lời các câu hỏi cụ thể của cuộc điều tra. Tại phiên điều trần hôm 22 tháng 7, bà Chitler vẫn khẳng định rằng mình là người phù hợp để lãnh đạo Sở Mật vụ, cho dù nói rằng bản thân chịu hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót an ninh. Tại phiên điều trần, khi dân biểu Đảng Cộng hòa Nancy Mace đề nghị bà Chitler bắt đầu soạn đơn từ chức, bà Chitler đã khước từ.
tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Crooks đã có thể tiếp cận cách bục diễn thuyết của ông Trump khoảng 135 mét và nổ súng từ mái nhà. Trước đó, mối đe dọa từ Iran muốn ám sát ông Trump đã dẫn tới việc tăng cường an ninh cho ông cho những ngày trước cuộc vận động hôm 13 tháng 7. Điện Kremlin hôm 23 tháng 7 nói sự hợp tác của Nga với Trung Quốc ở Bắc Cực không nhằm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào khác và cho biết những lời chỉ trích của Mỹ đối với hoạt động như vậy là không đúng chỗ. Ngoại giao Đài trong một báo cáo hôm 22 tháng 7 nói rằng họ lo ngại hành động của Moscow và Trung Quốc ở Bắc Cực có thể ảnh hưởng đến sự ổn định cho khu vực. Báo cáo lưu ý rằng Nga đã mở lại hàng trăm địa điểm quân sự thời Liên Xô ở đó, trong khi Trung Quốc đang để mắt tới các nguồn tài nguyên khoáng sản và các tuyến đường vận tải mới. Điện Kremlin đáp rằng một số nội dung trong bản báo cáo của ngũ giác đài mang tính đối đầu và sự hợp tác của Nga với Trung Quốc chỉ nhằm mục đích thúc đẩy sự ổn định. Trung Quốc cùng ngày 23 tháng 7 gọi báo cáo của Mỹ là những nhận xét vô trách nhiệm về các hoạt động bình thường của Bắc Kinh ở khu vực Bắc Cực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, Mỹ đã hiểu sai chính sách Bắc Cực của Trung Quốc và đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về các hoạt động bình thường ở Bắc Cực của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc và Nga đang hợp tác để phát triển các tuyến đường vận chuyển ở Bắc Cực khi Nga tìm cách cung cấp thêm dầu và khí đốt cho Trung Quốc trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong khi Trung Quốc đang tìm kiếm một tuyến đường vận chuyển thay thế để giảm sự phụ thuộc vào eo biển Malacca. Điện Kremlin hôm 23 tháng 7 nói kế hoạch của Liên Hiệp Châu Âu dùng tiền lãi thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để chi cho viện trợ quân sự Ukraine là hành vi ăn cắp và dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai liên quan đến quyết định này. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Joseph Borrell hôm 22 tháng 7 loan báo đợt đầu tiên trị giá 1,4 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine lấy từ số tiền thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được thực hiện vào đầu tháng 8. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói xin trích, những hành động ăn cắp như vậy không thể tiếp tục mà không bị đáp trả. Số tiền này về cơ bản không chỉ bị ăn cắp mà còn được dùng để mua vũ khí. Hết trích. Sau khi Tổng thống Vladimir Putin xua quân vào Ukraine vào năm 2022, Hoa Kỳ và các đồng minh đã cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga, phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la tài sản có chủ quyền của Nga ở phương Tây. Các quốc gia thuộc Liên Hiệp Châu Âu đang lấy tiền lãi thu được từ những tài sản bị đóng băng đó, về cơ bản là trái phiếu và các loại chứng khoán khác mà Ngân hàng Trung ương Nga đầu tư và đưa chúng vào một quỹ của EU được sử dụng để giúp Ukraine. EU kỳ vọng các tài sản này sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 15 đến 20 tỷ euro, tương đương từ 16 đến 22 tỷ đô la vào năm 2027. Ông Putin tố cáo phương Tây đã phát động điều mà ông gọi là cuộc chiến kinh tế chống lại Nga. Ông ca ngợi cả khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga vốn đã tăng trưởng 3,6% vào năm ngoái và nói rằng các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn hoạt động thương mại của Nga là vô ích. Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào tịch thu tài sản của Nga là đi ngược lại tất cả các nguyên tắc của thị trường tự do mà phương Tây tuyên bố và sẽ làm suy yếu niềm tin vào đồng đô la Mỹ và đồng euro, đồng thời ngăn cản đầu tư toàn cầu và làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng trung ương của phương Tây. Các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tập trận sử dụng bệ phóng phi đạn hạt nhân di động Yars, truyền thông Nga loan tin hôm 23 tháng 7. Đây sẽ là cuộc tập trận thứ nhì kiểu như thế này trong vòng dưới một tháng. Cuộc tập trận này diễn ra sau các cuộc tập trận tương tự vào đầu tháng 7 ở ít nhất hai khu vực khác nhau và diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi Nga tổ chức cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng với đồng minh Belarus. The Kommersant của Nga hôm 23 tháng 7 đưa tin rằng các hệ thống vừa kể được trang bị với tên lửa có nhiều đầu đạn có thể tấn công mục tiêu khoảng cách 11.000 km. Kể từ khi phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự một mình hay với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc hay Nam Phi. Nga cũng tăng cường huấn luyện quân sự với Belarus, nước giáp biên giới với Nga và Ukraine. Nga và Belarus đã tiến hành một loạt cuộc tập trận toàn diện. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 23 tháng 7 đến Trung Quốc để thảo luận về các biện pháp đạt được hòa bình ở Ukraine với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Trên trang Instagram của mình, ông nói xin trích, chúng ta phải tránh sự cạnh tranh cho các kế hoạch hòa bình, chúng ta phải hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài, và Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Hết trích. Chuyến đi này là chuyện bất thường vì Trung Quốc được coi là thân thiết với Nga, quốc gia mà Bắc Kinh tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn vào năm 2022, chỉ vài ngày trước khi Nga xâm chiếm Ukraine.
Mặc dù Trung Quốc không lên án cuộc xâm lược của Nga và giúp duy trì nền kinh tế chiến tranh của Nga, nhưng Ukraine vẫn thận trọng khi chỉ trích Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết mối quan hệ của họ với Nga được xây dựng trên cơ sở không liên minh và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Nhiều sáng kiến hòa bình khác nhau đã xuất hiện trong những tháng gần đây khi giao tranh kéo dài trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên Đảng Cộng hòa ông Donald Trump đã đe dọa cắt dòng viện trợ quan trọng cho Ukraine. Kiev đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế mà không có Nga tham dự tại Thụy Sĩ vào tháng 6 để thúc đẩy tầm nhìn về hòa bình. Và giờ đây hy vọng sẽ tổ chức một hội nghị khác vào tháng 11 với sự có mặt của đại diện Nga. Trung Quốc cũng không có mặt trong hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Trung Quốc cùng Brazil đã công bố kế hoạch hòa bình 6 điểm hôm 23 tháng 5, nói rằng họ ủng hộ một hội nghị hòa bình quốc tế mà được cả Nga lẫn Ukraine công nhận. Ngày 20 tháng 7 năm 1979, 60 quốc gia đã họp tại thủ đô Geneva của nước Thụy Sĩ để bàn cách cứu thuyền nhân Việt Nam. Và kết quả là nhiều quốc gia đã đồng ý nhận định cư thêm người tị nạn, gồm có bộ nhân và thuyền nhân Việt Nam. Và nhờ đó mà đã có khoảng gần 1 triệu người tị nạn Việt Nam được định cư trên khắp thế giới. Tại lúc đó là cái thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam đang lên đên trên biển cả với những chiếc thuyền mong manh, rồi những thuyền nhân đến các trại tị nạn Đông Nam Á như mà Mã Lai, Thái Lan đều bị xua đuổi và thuyền của họ bị kéo ra ngoài khơi, rồi rất nhiều thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả. Ông Trần Chí Phúc là một thuyền nhân vượt biển đi tìm tự do và chạy lánh chế độ cộng sản vào cuối năm 1978. Ông đến Malaysia và được đưa vào đảo Kota Baru. Ông và các thuyền nhân khác tổ chức đêm nhạc thuyền nhân hôm 20 tháng 7, 2024 tại Lido, Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn, với mục đích bày tỏ sự biết ơn đối với thế giới, tạo cơ hội cho các thuyền nhân được hồi ngộ, và nhất là hâm nóng tinh thần thuyền nhân. Đó là sự can đảm, là sự yêu chuộng tự do dân chủ, là sự giữ gìn những truyền thống hào hùng của dòng giống Lạc Hồng, dòng giống Tiên Rồng, và mong là thế hệ con cháu mai sau sẽ tiếp tục cái tinh thần thuyền nhân Việt Nam đó để mà góp phần xây dựng những cộng đồng gốc Việt Nam vững mạnh trên toàn thế giới. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, đẩy nhiều người ra biển tìm đường vượt thoát cộng sản. Nhưng tới nay, rất nhiều thuyền nhân trong số những người may mắn sống sót và tới được bến bờ tự do vẫn còn đương đầu với những ám ảnh và ác mộng từ những chuyến vượt biển đầy gian truân và hiểm nguy. Nó là ác mộng, phải không? Bây giờ có những lúc mình nằm chiêm bao lại thấy, ủa, trời ơi, phải không? Vô nằm chiêm bao lại, nó ủa, bây giờ là đang ở lơn lên trên biển, bây giờ thức dậy, đó không thức dậy, là nó không biết giờ đang biết đâu nữa. Mơ hồ cái mơ màng màng, ngồi nó tỉnh giác lại, nó à, mình nó đang thì mình đang ở Mỹ, phải không? Là mình vừa chiêm bao. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa, rồi xa, rồi xa mãi. Biển ơi chở cho ta, biển ơi chở cho ta, sáng em yêu, sáng em yêu. Giờ em lúc mà em hát thì em rất là xúc động. Nhưng mà theo cái xúc động của em nghĩ là chắc không có bằng cái xúc động của những người mà đã từng đi vượt biên, nhận được nhiều khó khăn và nhiều đau khổ. Đây là lần thứ ba các thuyền nhân Việt Nam tổ chức đêm nhạc tri ân và tôn vinh các nước đã giang tay đón nhận thuyền nhân Việt Nam. Lần đầu là kỷ niệm 30 năm vào năm 2009 tại San Jose, Bắc California. Lần thứ hai vào năm 2019 tại Hội trường Việt Báo. Những bài hát trong đêm nhạc kỷ niệm 45 năm hôm nay đều do chính nhạc sĩ thuyền nhân Trần Chí Phúc sáng tác. V
Vào chiều ngày 20 tháng 7, Câu lạc bộ phim Việt Nam và cộng đồng người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã tổ chức chương trình ra mắt bộ phim tài liệu nhiều tập với tiêu đề Miền Nam Việt Nam của tôi. Chương trình đã thu hút đông đảo các gia đình gốc Việt tới tham dự. Mỗi người đều có lý do và kỳ vọng riêng khi tới với chương trình này, nhưng tựu chung lại thì ai cũng muốn tìm lại những giá trị tốt đẹp của một thời xây dựng tự do và dân chủ ở miền Nam Việt Nam trong suốt hơn 20 năm, từ 1954 đến 1975. Tôi đến đây, thứ nhất là tôi mong mỏi rằng cái này sẽ ra DVD và cái đó sẽ để lại cho con cháu sau này có một cái tài liệu để mà coi cái đó. Và thứ hai, đến để cảm ơn người đã tạo ra cái documentation phim này. Mình muốn nói nhưng mà mình không có khả năng. Và khi mình thấy chú làm những cái bộ phim như vậy, mình rất là ngưỡng mộ. Cho nên sau đó mình đã ủng hộ và đi theo support. Các nhà làm phim nói, mục tiêu cao nhất của bộ phim không phải là gợi lại quá khứ đau thương, phán xét lịch sử, mà muốn truyền tải đến người xem những giá trị quý báu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội của miền Nam Việt Nam trước năm 1975, từ văn hóa xã hội cho tới đời sống kinh tế, thể thao, quốc phòng và y tế. Bộ phim là một nỗ lực không ngừng nghỉ của Câu lạc bộ phim Việt Nam trong suốt nhiều năm, với hy vọng đem lại một cái nhìn toàn diện cho khán giả về miền Nam Việt Nam và vì sao Sài Gòn từng có cái tên mỹ miều là Hòn Ngọc Viễn Đông. Thế hệ thứ hai và thứ ba của Việt Nam, họ không hiểu rõ cái vấn đề Việt Nam, cuộc chiến Việt Nam và miền Nam và miền Bắc như thế nào. Thì bộ phim này đã giúp cho họ một phần nào làm những cái tài liệu để sau này họ muốn tìm hiểu và muốn biết tìm đâu là sự thật. Bởi vì bây giờ mình thấy rằng ở Cộng sản Việt Nam họ đang tìm cách họ thay đổi lịch sử. Cái chuyện đó rất là sai lầm, lịch sử là phải nói lên sự thật. Và cái bộ phim này là những cái tài liệu đều là nói lên sự thật. Đó là chúng tôi mong mỏi rằng sẽ được phổ biến cho những thế hệ sau này và những thế hệ kế tiếp. Chúng tôi biết rằng có nhiều đoàn thể, có nhiều cái website, có nhiều cái người làm YouTuber sẽ làm tưng bừng kỷ niệm, tưởng niệm 50 năm ngày mất miền Nam. Chúng tôi dự tính về cái mai sau Việt Nam có từ 9-10 năm trước, nhưng mà điều kiện cho phép cho ngày hôm nay có thể nói rằng là cái sơ bản thảo, nhưng mà là gần như là chính thức. Xin quý vị từ từ hãy xem từ cuốn phim số 1 tới cuốn phim thứ 12. Trong suốt quá trình sản xuất, từng tập phim đã được ra mắt khán giả quan tâm trên website và YouTube trong những năm qua. Nhưng cho tới thời điểm này, bộ phim tài liệu dài tới 12 tập này mới hoàn thành và ra mắt khán giả trong một chỉnh thể toàn diện nhất. Kể từ khi chạy lánh cộng sản và đặt chân tới Mỹ, cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington DC đã bỏ nhiều tâm sức và thời gian trong việc dạy tiếng Việt, văn hóa và lịch sử Việt Nam cho các thế hệ tiếp nối, cũng như thu hút thế hệ trẻ tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng. Bộ phim tài liệu Miền Nam Việt Nam của tôi được kỳ vọng sẽ góp thêm một phần vào nỗ lực chung trong việc giáo dục, bảo tồn và gìn giữ lịch sử văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử, khiến cử tri ở bang Georgia John Dix bị sốc. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người như tôi ở Hoa Kỳ, những người còn đang phân vân, thậm chí còn nghiêng về đảng Dân Chủ. Chúng tôi vẫn đang bị sốc và chúng tôi không thực sự biết điều đó có ý nghĩa gì. Biden đáng ra nên rút lui sớm hơn, theo lời cử tri khác cũng ở Georgia. Tôi lo lắng về hướng đi của đất nước chúng ta vì Biden tại nhiệm trong một thời gian dài như vậy. Và thành thật mà nói, tôi không muốn thấy điều đó xảy ra nữa. Nhưng rồi chúng ta nghĩ về đường hướng tranh cử của ông ấy và chúng ta nhìn vào Trump. Liệu chúng ta còn ai nữa? Tại tiểu bang Ohio ở miền Trung Tây, cử tri Dân Chủ Richard Freeman nói rằng Biden sẽ thua Donald Trump. Vâng, tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ ông Biden khó có cơ hội thắng Trump. Quá nhiều người lo ngại về tuổi tác của ông ấy và tôi cũng vậy. Tại Nebraska, cử tri Kathy Lanier nói rằng Biden đã kém minh mẫn đi kể từ khi ông đắc cử. Tôi buồn vì tôi cảm thấy Biden đã làm tốt. Và ông ấy thực sự muốn đoàn kết đất nước, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tại South Carolina, cử tri Mariana Hall nói quyết định của Biden không làm thay đổi sự ủng hộ của bà dành cho Trump.
Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi xem đảng Dân Chủ tranh giành để xác định xem họ sẽ đưa ai ra thay thế ông ấy. Tôi thấy có một số điều khiến họ không thực sự thoải mái khi đưa bà Kamala Harris lên vì tất cả những ảnh hưởng tiêu cực của chính quyền hiện tại. Phó Tổng thống Harris là lựa chọn đầu tiên của cử tri tiểu bang Washington, Jill Holmes. Tôi ủng hộ Kamala. Thật tuyệt khi thấy một phụ nữ ở vị trí đó, bạn biết không? Và tôi nghĩ Kamala cực kỳ nhạy bén. Nói hay, tôi nghĩ rằng bà ấy đã sẵn sàng. Bà ấy có một số kinh nghiệm thực sự vững chắc. Tại tiểu bang Oregon ở Tây Bắc Thái Bình Dương, cử tri David Strong sẵn sàng ủng hộ Harris. Bạn biết đó không phải chắc chắn Kamala Harris sẽ là người được đề cử. Nếu bà ấy không phải, thì tôi nghĩ sẽ có nhiều hiềm khích hơn trong đảng Dân Chủ. Tại New York, cử tri Stacey Pritt nói sẽ rất khó để bất kỳ đảng viên Dân Chủ nào đánh bại được Trump. Chúng ta cần một người trẻ hơn và ít nhất là có vẻ có năng lực hơn. Không biết liệu người đó có thể đánh bại Trump hay không, nhưng như vậy thì tốt hơn. Tôi cảm thấy chúng ta có cơ hội. Cử tri New York Madeline Mills cho biết quyết định của Biden có thể đã đến quá muộn. Tôi ước gì đảng Dân Chủ đã nhận ra điều này sớm hơn, để không cảm thấy vội vã và hỗn loạn vào lúc này. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu Biden vẫn là ứng cử viên, thì dù sao đi nữa ông ấy cũng sẽ thua Trump. Mặc dù Biden ủng hộ Harris thay thế ông trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, thì đó vẫn là quyết định của các đại biểu tham dự đại hội đảng vào tháng tới tại Chicago. Đảng viên Cộng Hòa từ khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ đã tề tựu về Milwaukee với số lượng chưa từng có để đoàn kết ủng hộ ông Donald Trump sau vụ ám sát hụt nhắm vào ông. Tuy nhiên, có một vấn đề gây nhiều rạn nứt vốn đã từ lâu là tâm điểm của chính sách phe bảo thủ, đó là nạo phá thai. All those in favor signify by saying aye. All those opposed signify by saying no. In the opinion of the chair, the ayes have it, and the resolution is adopted. Việc áp dụng cương lĩnh của đảng về bỏ phiếu bằng việc nói có hay không mà không cần tranh luận trên sàn khiến nhiều đảng viên Cộng hòa ủng hộ lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt thất vọng, trong khi những người khác có cùng lập trường lại tỏ ra thực dụng. Sẽ không phải là được ăn cả, ngã về không. Chúng ta sẽ không thể chiến thắng cuộc bầu cử này với lập trường đó. Vậy nên chúng ta phải thỏa hiệp một chút, sẽ cần phải có thời gian. Sheila Klopp, một cử tri công giáo tới từ Wisconsin, chấp nhận rằng trong khi các nhà hoạt động thúc đẩy lệnh cấm phá thai hoàn toàn, thì nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa phải tiết chế vận động chống phá thai của họ để được bầu. Cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy nói với VOA rằng ông ủng hộ sự sống 100%, nhưng việc áp dụng một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn là một điều cần thiết về mặt chính trị. Liệu chúng ta có bất đồng hay không? Có chứ. Nhưng liệu nó có nhất thiết đẩy chúng ta đến điểm không thể quay đầu hay không? Tuyệt đối không. Nhưng tôi tự hào là Tổng thống ủng hộ sự sống nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ. Donald Trump, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, đang chọn chính trị thay vì nguyên tắc bằng cách dịu giọng hơn khi nói về vấn đề phá thai. Theo chuyên gia xây dựng thương hiệu và học giả Steve McKee của Viện Nghiên cứu Heritage Foundation. Tôi nghĩ ông ấy thân thiện với phong trào chống phá thai và tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể đạt được tiến bộ dưới thời chính quyền của ông ấy. Noel Heisenberg, cựu chiến lược gia không gian mạng của Tòa Bạch Ốc dưới thời Trump, chia sẻ sự lạc quan của ông McKee rằng ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai có thể ký thông qua một đạo luật cấm phá thai trên quy mô toàn quốc. Chỉ riêng cá nhân tôi có xu hướng nhìn vào lịch sử nhiều hơn là những lời hùng biện trong chiến dịch tranh cử. Và tôi nghĩ, khi chúng tôi làm việc với những ứng viên đã từng đảm nhiệm chức vụ trước đây, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Ứng cử viên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của phong trào chống phá thai trong thời kỳ ông Trump tại vị sẽ không quay trở lại chính trường, bất luận điều gì xảy ra vào tháng 11 tới. Đây là ngày tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy trong cuộc tuần hành vì sự sống theo nhiều cách. Với tư cách là Phó Tổng thống Mike Pence, một người theo phúc âm, đã liên tục tung ra những thông điệp mạnh mẽ chống phá thai. Trong khi đó, người đồng hành cùng tranh cử của ông Trump năm nay, J.D. Vance, đã phản đối việc sửa đổi quyền phá thai tại tiểu bang quê nhà của mình vào năm ngoái. Không có nhiều khả năng ông Vance mang tới Tòa Bạch Ốc một sự tận tâm tôn giáo như ông Pence đã từng làm.